Sukhena Phutta Athava Dukhena Na Ucchavachang Pandita Dasayanti. Chanti santo sukhena putthang sukhena chang bỏ tất cả người lạc dục giàu cảm thọ lạc khổ bậc chí bạn ạ. Người hiền tất cả xả ly thánh nhân dục cho cảm thọ vui buồn thiện trí đâu mà thơ của thượng giới đức cả con cung kính là đây và xin sư xin cho rung mạnh. Thầy giá em nói mà giá mình hạnh đại tu nữ tỷ duyên kính trong đạo tràng chị Quang ông cho biết tín hiệu con xin kệ câu kinh pháp cú số 83 sabbatha purisa cha yang ti Nakamaka malaba yanti santo Sukhena putta attawa dukhena Na ucchava chang pandita dasa yanti Sabbatha ve sabburi sacha yanti Nakamaka malaba yanti Sukhena putta attawa dukhena na ucchava chang pandita dasa yanti. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, giàu thọ là khổ, bậc trí không vui buồn. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sabbathawa Sabbathawe Tha quê sa puri sa cha yang ti na ka ma ka ma la ba sang tu su khe na putta attha wa dukhe na na u cha wa chang bằng đi ta đa sa yang ti. Người hiền tất cả xả ly nhân chấm sai chẳng cho cảm thọ vui buồn thiện trí đâu màng để tâm. Đó là phổ giới đức ạ. Dạ con đã sẽ xong ạ. Dạ xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ Huynh Vatana hỏi Trần Đạo có biết em với Trần Đông được không? Dạ dạ Trần Đạo không có mở VM của Đặng Đông nên ra không có tách chát được ạ. Giờ xin gõ mic lại cho đạo tràng ạ. Và kính mời cô tu nữ Tệ Duyên. Lành thai con kính đảnh lễ ngôi tam
Đức Pháp dạng Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Sư Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Chắc cô tu nữ Tuệ Duyên không có trước máy, có cho dấu hiệu nên con kể trước. Con xin đọc câu pháp cú xoa. Sắp bát tha quê sắp puri xa cha trần ti na ca ma ca la pa dằng ti san tô su khe na phu tha a tha hòa đúc khe na na u cha qua chằng bần ti ta đán sa dằng ti sắp bát tha quê sắp puri xa cha trần ti na ca ma ca ma la pa dằn ti san tô su khe na phu ta a tha hòa đúc khe na cha qua chằn bằng ta đã sa dằn ti sắp ba tha quê sắp puri sa cha trần ti na ca ma ca ma lapa yan ti santo su khu tha a tha wa du khe na na u cha a da sa ti bỏ tất cả người làm không bà cảm thọ là khổ bậc trí không buồn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích ba quê sắp puri cha trần ti na ca ma ca ma la pa dành ti san tô su khe na phu tha a tha hòa đúc khe na na u cha bằng ti ta sa dành ti sắp ban tha quê sắp puri sa cha trần ti na ca ma ca ma pa dành ti san tô su tha hòa đúc na cha qua chằn bành đi ta đa sa dành ti người hiền tất cả xả ly thánh nhân dục ái đắm si chẳng bàn dầu cho cảm thọ khổ nàng vui buồn thiện trí đâu màng để tâm. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời huynh Bát Tha Ná nha. Dạ không biết cô và Tuệ Duyên hay là cô Duyên có nghe không, xin lời cô Tuệ Duyên máy thì kính mời cô Tuệ. Các cô Tuệ Duyên có chiếc máy là không thấy tín hiệu. Kính mời cô về, tưởng cô đi đâu mà. Kính mời cô tuyệt. Dạ, chú sư phụ kính cảm ơn Quỳnh và Thanh Á. Dạ, Nam Mô. Nam Mô Tham Ma Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh Đức Phật và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức cùng chư tôn đức, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào tất cả Phật tử. Dạ, không biết nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Trần Đạo, cảm ơn chị Trần Long đã cho biết nghe rõ. Dạ, bây giờ tự nhiên xin kệ bài kinh ba. Sapa tha quê sắp xa cha chăm ti Akama la pa yam ti santo Sukhe na puta atta wa dukhe na na o cha wa rang ban
Pandita Dasayanti Bawe Sap Batawe Sisan Chachanti Nakama Kamalapa Yanti So Suaputa Atawan Kena Na Ukcha Warang Pandita Dat Sajanti Sabtha Sabbo Sacha Chanti Akama Akama Panti Santo Suke Puta Tawa Duk Kena Ukcha Đi ta đạt sa gián ti sắp bắt thao quê sắp bú đi xa chẳng tí nắc cà mắc cà mà đi xoàn tù su khê nề phút thà ác thao quà đúc hề ná ná úc chà quá chẳng bành đi ta đạt sa gián ti người hiền bỏ cả người lành không người lành không bàn dục giàu cảm thọ là khổ bậc trí không vui buồn phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người hiền tất cả xả ly ái dục đắm si chẳng giàu cảm thọ khổ nàng vui buồn thiện trí đau màng để phổ thích tự nhiên đã kể xong. Dạ, bây giờ tự nhiên xin xuống mất ạ. Dạ, sa thu lần thầy ạ. Cô tự nhiên. Nam mô Phật Tha Ma Ya Nam mô Sang Kha Ya kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Phật giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng kính toàn các quý đạo hữu. Kể kinh pháp cú số 83. Dạ cảm ơn sư tăng đồng cho biết nghe rõ. Sabbatha ve sapurisa yanti nakamakamala panyati santo Sukhena putta attava dukhena na ukcha vacang pandita dasayanti sabbatha purisa jayanti na kama kamala payanti santo Sukhena putta attava dukhena Na ukcha vacang pandita dasayanti sabbatha vesa purisa jayanti nakama kamala panyati santo sukhena putta attava dukhena na ukcha vacang pandita dasayanti người hiền bỏ tất cả người lành không bạc giàu cảm thọ là khổ bậc Minh Châu người hiền tất cả xả ly thánh nhân dục ái đắm si chẳng bàn giàu cho cảm thọ khổ nàn vui buồn thiện trí đâu màng để tâm bằng hổ thư của ngài Giới Đức. Nam mô Phật Tha Gia con vừa kể xong bài kinh pháp cú số 83. Kính đảnh lễ đại đức pháp tín vừa quang lâm đạo tràng, không biết pháp tín đại đức pháp tín có thì giờ để cùng đạo tràng kể bài kinh pháp cú không ạ? Alo, chắc đại đức pháp tín là online không? Chắc không có chiếc máy.
Nên đức tin không có chiếc máy, con xin được kể thỉnh pháp sư Siddha Nhật Siddha Đặng Đông ở phốt bài 84 nha. Con xin được thỉnh pháp sư trước khi cùng thỉnh lại đức Phật tuệ nhấn giảng bài ý nghĩa từ vựng ý nghĩa và duyên sự bài 84. Dhammacaloka thipati sampati katanjarian thivaran aya chata satit paryakha kate setu thammang anukampi mang pachang sattamma pering vinayan chakayam sutan chandang apitamma jammang akotayanto chatu sạc chân đang pháp hộ thân ấy ye parisa ya mat ye evang saham pati prapakawan tang aya chata tunata punye na thi sa ya tan ha vutha ya pade na mi kha da yang ta to kha to pancha vakaya da yo na ye amang pa ye si thamma to ta to pa phu thi sam phu tho anu na tham ma de sa nang ma kha vat sa ni de se si sat ta nang at ta ta kang te na sa tu ayo phan te se tu tham ma te sa nang sa pa yi tha pa ri sa ya anu kam pam pi ka ta we phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhầm lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc ca giả ngài rời chân sang thuyết pháp độ các hạng đệ tử có năm thầy chính giữ pháp từ đó là nhóm kiểu trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp bốn lâm hạ gia vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân tám mưa lành rực thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng con ngồi khắp ni tối mê cầu đặng chi chi vẹn toàn. Dạ nam mô Phật-thaya, nam mô Tham-maya, nam mô Sang-khaya. Thay mặt đại chúng, con xin được thành kính cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn từ bi hoan hỷ thuyết giảng từ vựng ý nghĩa và duyên sự bài kinh pháp cú số 84. Nam mô Phật Thầy. Dạ, con xin được thành kính cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn ạ. Dạ, nam mô Phật Thầy, nam mô Tham Ma, con cung lễ đức Phật giáo pháp và chư tăng, con cung kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh, con cung kính đảnh lễ đức pháp tính. Xin thân chào tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, bây giờ thì chúng con xin thay mặt chư tăng, chúng con kính đảnh lễ và tán dương đức bà ngôi đạo. Arahang samma sambuddho phagava buddhang phagavantang avivadhemi Svakhato phagavata thammo thammang namassami Suparipanno phagavato savakasangho sanghang namassami. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo cao thượng. Đức Thế Tôn là đã vô lượng từ, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược đã được Đức Thế Tôn khéo thuyết. Những ai có niềm tin chân chánh thực hành theo giáo pháp, người ấy này đời sau và nhất là chấm dứt được tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình hầu ý cung kính đệ ân đức tăng bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phanh là phước điền vượng cho chư thiên và nhân loại.
Nhưng ai gieo những hạt giống lành đến tăng bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là sớm thành tựu các ba la mật đền hiệu ngồi bảo phát sanh lên. Kính dâng đến tất cả chư thiên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, quý bà quý cô tu nữ chư Phật tử, và kính chia phước báo này đến tất cả mẹ. Mong cho tất cả quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng con được chia sẻ câu pháp cú số 84. Và câu số pháp cú số 84 này cũng có 4 đoạn. Thì trước tiên thì chúng ta hãy trích nghĩa từ vựng. Và trước khi trích nghĩa từ vựng thì con xin đọc một lần. Na atta he tu, na pa rasa he tu, na putta miche thằng, na icheya athamena samithi mattanu sasi nawa panyawa thamiko siya. Và đây được ngài dịch văn xuôi là: người không vì cái lý do của bản thân, không vì lý do của kẻ khác, không ao ước con cái, không ao ước tài sản, không ao ước quốc độ, sự thành tựu cho bản thân một quế, thể là người chân chánh, có giới hạnh và có trí tuệ. Đó là cái bản dịch văn xuôi. Và ở đây thì chúng con xin trích nghĩa từ vựng nói về hai cái câu đầu là na atta he tu, na pa rasa he tu, na putta miche, na tham, na tha năng, na ra. Chúng ta biết là cái từ na ở đầu có nghĩa là không. Có nghĩa là không. Và cái từ atta he tu nó là một cái nhóm từ, hay là đó một cái liên từ, là hai cái từ nó ghép lại từ atta và he. Và nó thuộc về năm tánh, ở đây thì chia theo ước cách, và nó có cái nghĩa là hay là chính cái bản thân mình. Và cái từ này nó được chia ra là cái từ át tá và từ hê tú. Cái từ át tá nó thuộc về danh từ năm tánh, nó gọi là mình, chỉ và cái từ hê tú là chúng được danh từ năm tánh, cái từ nguyên nhân, nguyên nhân. Từ parasa là cái từ para, ở đây nó thuộc về tính từ năm tánh mà khác, nó có nghĩa là của kẻ. Tiếp theo putang, putang ở đây cái từ thì đây gọi là cái từ đó, mà nó từ cái từ putta, nó thuộc về danh từ năm tánh. Còn cái từ icche là cái căn của ít, nó thuộc về động từ. Và có nghĩa là muốn hay là ăn. Và cái từ tha năng, tha ná đó, thì chúng ta thấy ở đây nó có rất ý từ lá. Thì ở đây cái từ tha ná thuộc về cái danh từ cái
đố cấp từ thì chúng ta biết là tài này kia cái gì mà chúng ta có thể sử dụng được tài sản hết. Rồi cái từ rắc thăng này nó cái danh nó là một cái danh từ trung tâm của từ rắc thá đó. Ở đây nó chia theo đối cách thì nó là rắc thăng. Đây có cái nghĩa của nó chỉ cho là quốc độ hay là đất nước. Quốc độ, đất nước. Về cái hay và nó nói đến cái tâm ái của chúng sanh rất là lớn. Và tiếp theo nữa hai câu cuối là cái câu gọi là na ích chay giá ấp tham mê ná samit thi mát tận nô na ích chay giá thì chúng ta biết cái từ ná là nó không là chúng ta dịch nữa à khỏi về ấy nữa rồi. Còn cái từ ích chay giá ở đây thì nó động từ và nó cái sự là gọi là mong muốn ha, mong muốn. Và cái từ athammena athamma nó thuộc về danh từ lam tấm và ở đây chia theo sở thuộc cách là bằng cách sái quấy tức là phi pháp đó. Bằng cách quấy ở đây cái từ athamma sái quấy như đúng của nghĩa của nó là phi pháp mới đúng. Còn cái tiếp đầu ngữ á của nó tức là không. Dạ kính bạch đại đức Tuệ Nhãn ở trong room không có nghe được tiếng của đại đức nữa, không biết đại đức có biết là dạ con kính nghe cung thỉnh đại đức trở lại ạ. À dạ xin cảm ơn. Dạ chúng ta biết là cái từ athamma ở đây ấy, cái nghĩa của nó đúng là phi pháp nhưng mà ở đây thì cái chích nghĩa từ vựng trong cái cuốn này nó bị thiếu sót. Cái danh từ nam tánh gọi là pháp chân lý đó, tham má đó là sự đúng đắn mà ở đây là áp tham má thì gọi là phi pháp ha. Tiếp theo nữa là cái từ samithin samithin tức là đó từ cái từ samithi danh từ từ này nó tánh và nó đối cách tức là nó chỉ cho cái nghĩa của nó là sự thành tựu sự thành công hay sự đạt được ấy. Thành công hay là tự đạt được. Và tiếp theo nữa là cái từ attano thì chúng ta biết là atta ở đây là danh từ nam tánh nó chia theo sở thuộc cách số đến và có cái nghĩa là chỉ cho bản thân hay là của mình. Và cuối cùng là sassi lawa Panyakwa Thamiko Siddha. Chúng ta biết là Sinawa đó. Sinawa. Nó thuộc về danh từ nam tánh. Ở đây nó chia theo chủ cách. Là cái người có giới. Cái người có giới.
Si lá thì nó thuộc về cái danh từ trung tắm chỉ cho giới. Giới có nghĩa là đã đạt được những cái đức hạnh và cái phẩm chất trong sáng của tâm, nhớ như vậy. Cái người nào mà tâm của họ được trong sáng mà không còn cấu uế phiền não nữa thì mới gọi là đạt được cái giới này ha, giới này. Như vậy là tiếp biến ngữ là quanh tú chỉ cho cái sự sở hữu ha, sở hữu. Si lá quanh tó, si lá quanh tú. Tiếp theo cái từ tiếp theo là panyawa. Chúng ta biết là panya nó thuộc về danh từ lam tánh, ở đây chia theo chủ cách là người có trí tuệ, người có trí tuệ. Panya là danh từ chủ, tiếp đầu của nó văn tú là chỉ cho cái sự sở hữu, sự sở hữu, hay là panyawa đó. Thăm biết cô thì chúng ta biết là thăm biết cá, thăm biết cô đó thuộc về thăm biết cá, nó tính từ để nó bổ nghĩa, tính từ đây nó thuộc về tính từ nam tánh, chia theo chủ cách là cái người chân chánh đúng pháp, người chân chánh đúng pháp. Và tiếp theo nữa là cái từ thăm ma, ra là thăm mít cô xí gia, thì thăm ma là danh từ nam tánh, tức là chân chánh đúng pháp. Còn xí gia thì nó thuộc về căn ác động từ, và nó chia, nó có nghĩa là có thể là, có thể là, có thể là. Và chúng con đã trích nghĩa từ vựng xong, và đến đây thì chúng con xin đọc cái câu kệ này với năm chữ mà ngài Minh Trực. Không vì mình, vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc làm pháp. Vì ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đó là phần trích nghĩa từ vựng. Và cái phần thứ hai nói về cái duyên sự của cái câu 84 này. Kính bạch chư đại, kính thưa quý đạo hữu Phật tử, cái câu kệ pháp cú này thì được Đức Thế Tôn thuyết khi mà ngài ngự ở tại Chê Tháo Á Lá, đề cập đến đại, chúng ta biết là cái ngài đại đức thăm mít cá này nó có nhiều, rất nhiều cái tên thăm mít cá ha, ví dụ như là cái vị trưởng giả, cái vị mà trưởng giả thăm mít cá mà có vợ là vị đó A Hàm ở gia đình đó, còn các A La Hán thì nó khác ha. Còn ở đây thì cái này là vị tỳ kheo thăm mít cá ha. Cái câu kệ pháp cú này thì Đức Thế Tôn thuyết ra khi ngài ngự tại Chê Tếu Á Lá, và đề cập đến ngài đại đức thăm mít cá, tức là cái vị hợp pháp hay là chánh pháp. Và lúc bấy thì trong cái thành Sawatthi, thời giáo pháp của Đức Phật thì có một người thiện nam, và cái người thiện nam này đang sống rất là vui vẻ với gia đình, rất là hạnh phúc với gia đình. Nhưng mà bỗng một hôm thì vị thiện nam này phát tâm muốn xuất gia. Và ông ngồi gần bên người vợ của mình và trò chuyện rất là vui vẻ. Rồi bỗng nhiên thì vị trưởng giả này mới nói rằng, này mình, tôi có cái ý định muốn xuất gia. Thì người vợ can ngăn và mới nói rằng, này anh, hãy khỏe, trong khi em nó còn đang như vậy thì chúng ta biết được rằng là thay vì người đời á, thì khi mà người vợ mang bầu thì cái người cha hay cái người chồng đó rất là hoan hỷ, vui thích,
Nhưng mà vị tham mỹ cá này thì lại nói với vợ xin xuất gia. Thì người vợ can ngăn, nói rằng anh hãy khoan đi đã, trong khi em đang mang bụng bầu và mang dạ chữa như vậy. Và thế rồi thì vị trưởng giả này, người chồng thăm mỹ cá này, xuất gia của mình và chăm sóc vợ, và chờ tới khi mà đứa con hài nhi của mình biết đi. Rồi mới từ biệt để đi tu. Và đến khi đó đó thì vị này vẫn nhớ, vẫn muốn xuất gia. Thì mới nói với vợ, thì người vợ mới vang lại. Thì mới nói rằng anh ơi, hãy chờ đợi con khi mà nó không lớn. Thì nghe như vậy thì Thiệt Nam mày mới suy nghĩ rằng, dầu là vợ ta chấp thuận hay không, ta cũng sẽ tự mình làm cho mình hết khổ. Những cái bậc trí khi mà đã đủ ba la mật rồi thì không có cái gì mà có thể cản được cái bước chân xuất thế của mình. Và thế rồi thì ông xuất gia và đi tu. Và sau khi vào giáo pháp của Đức Phật, và ngài thọ giới tỳ kheo, và ngài an trú vào những cái đề mục thiền mà do mình tích lũy trong quá khứ, và quán xét về tứ niệm xứ, và ông đã chứng đạo quả. Và ngài rất là tinh tấn tham thiền quán tưởng. Và khi ba la mật thánh đạo tuệ sanh thì đã tự mình đã hoàn tất cái phần sự xuất gia, tức là đã đắc A La Hán. Thì xong rồi thì ngài mới quay về cái thành Sāvatthī này. Và ngài quay về không phải để luyến ái như người đời tưởng, và ngài cốt là để thuyết pháp, để giảng giải cái con đường bất tử cho gia tộc của mình, cho thấu đạt được chân lý. Thì lúc đó con trai của ngài cũng nghe thấy được pháp vi diệu, cũng xuất gia ngài. Và sau đó thì không bao lâu, con của ngài cũng chắc đứng đắc chứng được A-la-hán. Thì lúc bấy giờ, người vợ của ngài trước đó ở nhà thì tự nghĩ, ít khi nào mà có được những cái người có chí như vậy. Và cái người đó nghĩ rằng vì chồng con mới ở nhà lo coi sóc gia đình, thì nay cả hai đều xuất gia cả rồi, còn ở cái nhà này mà chi nữa. Thôi thì ta cũng đi xuất gia. Và sau khi xuất gia không bao lâu thì bà cũng chắc đắc được quả A-la-hán. Thì một hôm trong cái giảng đường đó, cái này nó được khởi lên. Thì lúc giờ ngài hiền giả Thăm Lý Cá thì Nam Thâm Ý Cá mới tự sống theo chánh pháp xong rồi xuất gia hành đạo đắc A-la-hán. Thì những vị tỳ kheo mới nói, này hiền giả, mới bàn tán với nhau là Thiệt Nam Thâm Ý Cá tự mình sống theo chánh pháp xong rồi xuất gia hành đạo thành bậc A-la-hán, thế mà cũng còn sanh tâm ái luyến vợ con như vậy. Thì tại vì ngài đi về nhà để mà thuyết pháp vợ con, thì những cái vị mà chưa chứng đắc trong chư tỳ kheo đó thì mới bàn tán là nói là đắc A-la-hán này kia mà còn về suốt ngày về với vợ con này kia đó. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới ngự đến mới hỏi, ngài nói rằng, này chư tỳ kheo, hôm nay các vị cô ở đây và bàn tán cái chuyện gì vậy? Bạch Thế Tôn, cái chuyện về ngài Thăm Mỹ Cá là như vậy. Nghe vậy thì Đức Thế Tôn mới dạy rằng, này các tỳ kheo, đã là gọi là bậc trí giả thì không bao giờ nên vì mình, vì người mà mong thành đạt kết quả, mà chỉ lên đương pháp
làm cái việc học thôi. Và để kết thúc, Thế Tôn thuyết lên cái bài kệ này. Nó áp tá hê sát hê tú nó bút tá mít chê nó thắc năng nó rất thăng nó ít chê giá á thầm mê ná á mít thế á mít thí mát tạ nô sát si nó hòa bánh nhắc thầm mít. Không vì mình người không cầu được con cái, nhưng mà ở đây này không cầu được ruộng tiền, không cầu con ruộng tiền, không mưu thần trước quỷ, chỉ sống thuần đức hạnh, chánh trí hợp chánh pháp. Hay là người trí không nên làm điều tà, người trí không làm điều tà, không vì thiên hạ hoặc là riêng ai, không lên bằng việc quấy sai, mong vuông trai sự giàu, không lên tha thiết mong cầu, dùng phương bất ngõ hầu thành công. Được vậy mới thật đáng phong, đại đức trí có lòng thẳng ngay. Đó là bản dịch của Ngài Pháp Minh. Thì chúng ta thấy khi mà câu kệ của Đức Phật ngôn ngữ thôi thì nó đã rất đa dạng, mỗi người dịch theo một kiểu. Chính vì chỗ này chúng ta mới thấy được rằng nếu như chúng ta hiểu diệu pháp mà chúng ta nắm được cái thực tại trong đời sống hàng ngày, mà chúng ta cứ bám riết vào ngôn ngữ thì chúng ta sẽ luôn luôn tranh luận với nhau. Bây giờ 100 người dịch câu kệ của Đức Phật thì nó tới 100 nghĩa khác nhau. Ta thấy khi mà Phật pháp nó đã biến thành chữ nghĩa thì nó rất là, và chúng ta phải hết sức khôn khéo ở, cái sự tu chúng. Ở đây thì chúng ta biết là nội dung cái bản này không, thì công kệ của Ngài Thích Minh Châu và cái sự mà phổ thơ của Ngài Thượng Tọa Giới Đức, người Thượng Tọa Giới Đức, và cộng với Ngài In Trá Ninh Đá dịch cái văn xuôi, rồi thì Ngài Pháp Minh, và nó còn một cái bản nữa là của nhà sư Tâm Cao hay là của Đức Giác Hạnh, thì chúng ta biết là nó rất rất nhiều cái sự mà nhiều cái nghĩa khác nhau lắm. Như vậy thì chúng ta phải biết thì chúng ta mới có cái sự mà không đề Phật từ ngữ đó, ngữ nghĩa thì nó rất là nguy hiểm. Bây giờ thì con xin đi vào cái bài kệ này. Con đọc là Ngài Minh Châu dịch thì chúng ta hãy lấy cái bản của Ngài, bởi vì chúng ta biết rằng văn và những cái nghĩa của Ngài dịch hết sức là những xác thực mà nó còn đem đến nhiều cái đó, cái từ của Ngài sử dụng rất là tốt đẹp. Chỉ có một số ít thì đó là không tránh khỏi được thôi, chứ còn Ngài là bậc thật là vĩ đại. Và chúng con xin đọc lại lần nữa là Na át tá tú pa ra pa ra sa hê tú Na put tá mi chê Na thăng Na thác năng Na rát thăng Na ích chê giá Á thăng mê ná Sa mít thí mát tạ nô Sa si na wa nhã wa tham mít cô sĩ gia. Không vì mình người không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc làm, vì ấy thật trì giới có trí tuệ ứng pháp. Chúng ta biết được rằng là qua sáu căn môn này, mắt tai mũi lưỡi và ý, hàng ngày chỉ có những cái sắc màu, những cái mùi vị, những cái âm thanh, những cái cứng mềm xúc chạm mà thôi. Nhưng mà nó đã bị chấp thủ thành đàn ông, đàn bà, là vợ, là chồng, là con, là cái,
là tài sản, là quốc độ, vợ tôi, con tôi, nhà cửa của tôi, tài sản của tôi. Thì những cái người mà chấp thủ như vậy á, thì luôn luôn có cái tâm mong cầu, tham ái, dính mắc, si mê, bám chấp vào những cái thứ chỉ là đất. Thật sự thì suốt vòng luân hồi chúng ta dính mắc vào bất cứ cái gì thì cái đó đều là đất cả. Đất theo nhiều cái nghĩa nhau. Ví dụ như là nhãn giới cũng là đất. Đối tượng thị giác, sắc xứ cũng là đất. Cũng thuộc về đất cả thôi. Âm thanh là đất. Nhĩ xứ cũng là đất. Chẳng qua cái đất nó do nghiệp sanh, do thời tiết sanh, do tâm sanh, do vật thực sanh. Dầu là vàng bạc, lưu ly thì nó cũng chỉ là tên gọi của những cái loại đất hình thành nên khác nhau. Về bản chất của chúng thì xúc chạm chỉ là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh. Khi mà bậc trí đã thấy rõ được các cái giới của nó rồi, Ngài đã thông thạo và giới của Ngài đã đến duy tác trí rồi, luôn luôn là thanh tịnh. Người luôn luôn có trí đúng với Pháp. Người có trí thì không bao giờ vì mình người, không vì cái tôi của mình có ngã mạn, không vì cái tôi nào chấp thủ cả. Thường thì chúng ta biết kẻ phàm phu thì thấy cái gì cũng đều là của mình, nghe cái gì cũng đều là của mình. Không có thấy được, đó chỉ là nhân quả, chúng diễn tiến, đó chỉ là các pháp tự nhiên. Nên là kẻ phàm phu thì thấy cái gì đó là tôi thấy, rồi chấp đó là của tôi, là tự ngã của tôi. Còn người trí đã thấy được rằng tất cả mọi khoảnh khắc chỉ là pháp, là những cái thực tại ngắn ngủi, chúng luôn vô thường. Còn người thiểu trí thì luôn luôn bám chấp vào những cái mà vô thường, vô tri đó. Và chúng ta biết chúng ta khổ đau vì cũng vì chúng ta không hiểu được, thấy nghe người nếm đụng đó mà chúng ta chấp. Khi mỗi cái thấy thì chúng ta chấp, đây nè, đây là con tôi, đây là tự ngã của tôi. Còn cái người trí, người những cái người được gọi là con vợ đó thì người ta vẫn nhìn trên cái tinh thần nghiệp và các vợ. Điều này nó vô cùng khó đối với người mà đã dính mắc. Thật khó mà có được cái khoảnh khắc thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe. Chính vì cái chỗ này chúng ta dính mắc vào rất nhiều. Nếu mà không có cái thấy thì chúng ta không có dính mắc vào đây là vợ, là chồng, là con, là cái, phải không? Chỗ này thì chúng ta thấy người trí tuệ thì không có vì mình, vì người. Thường người ngu đó thì vì mình, tức là
là sao? Cái người luôn luôn vì mình á, thì cái tâm của họ rất là ngã mạn, muốn cái người đó, muốn cái đối tượng đó phải thuộc về mình hay là theo cái ý của mình, hay là theo cái ý của người khác. Còn vì người, tức là cái người ngu đó, vì người, cái người mà ngu á, vì mình, tức là hễ ai đụng tới mình, những cái gì thuộc về mình như là tài sản hay là nói xấu về mình á, thì mình rất là bực bội, khó chịu, ngã mạn, mặc dầu như người ta nói đúng với cái điều mình sai, không có chấp nhận đó là điều sai, không có sửa. Đây là cái người ngu thì luôn luôn về mình, không vì mình, rồi thì không vì cái tự ái của mình, không vì vì cái tự ngã của mình, vì đó dẹp cái tự ngã và không để cho những cái ác pháp xâm chiếm nơi tâm của mình, vì đó luôn luôn bảo vệ cái tâm và cái giới hạnh của mình. Còn không vì mình, vì người là sao? Người ngu đó thì cái người mình thương á, thì mình rất là ái luyến, mê muội chìm ở trong đó, và không biết được đúng sai, và mình hay làm những cái điều ác. Để chúng ta biết, khi mà mình thương ai rồi đó thì tâm của chúng ta nó thường ngã nghiêng theo, hay là cái tâm chúng ta ghét ai, ghét cái đối tượng nào thì tâm của chúng ta nó ngã nghiêng siêu vẹo theo. Cái người ngu thường là như vậy. Nên là người ngu thì toàn là đem đến vì người, mà thực tế thì cũng không có giúp được cái người mà mình thương nào bao, toàn đem đến cái khổ cho họ thôi. Nhưng mà mình vẫn nghĩ rằng là mình là người người mà thương người, bất vì cái người mình thương, nhưng mà mình đó là tạo ra cái ác nghiệp. Còn ở đây nói về bậc trí thì bậc trí không vì mình mà làm tổn hại mình, tổn hại người, mà không vì người, tức là người ở đây thì chúng ta biết giàu là bạn bè có thân thiết, cái người giàu đó là cái người con, người vợ, cái người trí cũng không có bênh vực, cũng không có a dua, và cũng không có ngã về những cái điều ác mà họ đã làm. Vì người trí, tại sao người trí này không vì mình không? Bởi vì người trí không có thấy mình, không có thấy người ở đây, nhớ như vậy. Người trí chỉ thấy cái dòng sanh diệt của nhân quả mà thôi, của các pháp mà thôi, không có thấy thân đế là con cái vợ chồng gì cả. Người trí chỉ thấy là cái thấy chỉ là cái thấy, cái nghe chỉ là cái nghe, cái ngửi chỉ là cái ngửi, cảm thọ chỉ là cảm thọ, có con không có cái gì hết. Người trí chỉ thấy chỉ là những cái thực tại hữu sanh và diệt theo cái tiến trình nhân quả riêng biệt của nó mà có cái sự thay đổi nghiệp của chúng sanh được. Cầu được con cái, người trí thì không có cầu con cái, vì người trí hiểu rằng chẳng có con cái chi cả, làm sao lại có cái được, phải không?
khi họ mỗi một sống họ chết ở đâu đó. Thế rồi kiếp trước thì cha mẹ họ là ai, họ từ đâu tới, họ còn chẳng biết nữa, thì làm sao mình lại cầu họ là con cái mình. Người trí hiểu rằng chúng sanh đến đây bằng duyên nghiệp, mỗi chúng sanh đều có những cái nghiệp riêng, và rồi tất cả chúng sanh cũng đều phải bỏ thân mạng này. Cái gì là chúng sanh? Chúng sanh thực sự không phải là con người. Chúng sanh ở đây chính là các uẩn này, chúng luôn luôn sanh ra bởi cái sự chấp thủ của gì? Của dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Kiến hậu dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu cũng là những cái uẩn mà vô minh mà thôi. Không có gì khác nữa cả. Và chúng ta thấy thế giới này chẳng ai mong cầu gì con cái, thì khi mà dục tham nó đầy đủ cơ hội thì chúng sanh vẫn cứ sanh ra thứ khác vô cùng và vô tận. Dầu là có muôn ngàn chư Phật ra đời cũng chẳng bao giờ hết được chúng sanh sanh ra. Vì đó là cái quy luật riêng của vạn pháp. Hễ trong một cái luồng nghiệp lực tâm thức nào còn tham ái, còn mong cầu thì còn có sự, điều đó là chắc chắn. Và người trí thấy rằng thực sự các pháp phú vi chúng chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, chúng không đủ để làm bất cứ việc gì ở trên đời này, bởi vì cái thấy thì nó chưa thể làm được cái việc tham hay sân, nó đã diệt mất rồi. Cái thấy nó chỉ mỗi cái khoảnh khắc thấy là nó đã diệt mất rồi. Nhưng về vì cái tiến trình của tâm chúng sanh lên và diệt vô cùng mau chóng, như chúng ta tưởng rằng chúng ta là những cái con người làm được những cái thứ gì vĩ đại đó, nhưng mà chúng ta suy xét là chúng ta làm được cái vòng sanh tử luân hồi này không, hay chỉ là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đến, cái xúc chạm suốt cả ngày sanh lên và diệt, và những cái tứ đại thì nó vẫn là tứ đại đó, nó vẫn hình thành theo duyên, những cái màu sắc này hình cục nó cũng chỉ là tứ hội. Chúng ta làm được cái gì ở cái cuộc đời này? Không làm được gì cả. Không làm được gì cả. Chính vì vậy nó là rỗng không, không có tự ngã. Người trí hiểu rằng khoảnh khắc thấy làm gì có con, có cái. Đối tượng được thấy nó là một cái sắc pháp. Thực sự không có con cái nào cả. Và con cái nó chỉ đến từ suy nghĩ mà thôi. Như những người điên không còn suy nghĩ về cha mẹ nữa thì họ hoàn toàn không biết cái người đẻ ra họ là ai. Nhưng mà họ có suy nghĩ không? Vẫn có suy nghĩ như thường. Không cầu được con cái, vì con cái chỉ là cái sự ràng buộc
của ai rồi. Và tất cả trong chân đế thì chỉ có nhân và quả. Cũng chính vì chúng ta luôn tầm cầu mà chúng ta không biết được những cái dục tham, vô minh và những cái hình thức chấp ngã này, mà chúng bị tham ái trói buộc. Nên là người thế gian thì họ luôn luôn lớn lên thì họ chỉ thích gia đình, có một người nam, người nữ để mà họ thỏa mãn các dục, và họ nghĩ cái đó là cái sự êm ấm hạnh phúc. Trên thực tế thì đời sống chỉ là khoảnh khắc của nghe, của ngửi, của nếm, của xúc chạm, và những cái gì dính mắc thì cũng dính mắc vào cái được thấy, được nghe, được ngửi, được xúc chạm đó. Kể cả là một người con thật là đẹp, nhưng mà cái người mẹ đó không còn tình thương nữa, cái đối tượng được thấy đó cũng không có ý nghĩa gì cả, không có cái tình cảm gì cả. Đó là một sự thật. Nên khi chí không có cầu con cái, không tài sản quốc độ. Chúng ta biết là một người có hướng tầm cầu thì luôn luôn là có những cái suy nghĩ, những cái tâm bất thiện chấp thủ. Còn người chí thì không tài sản, không quốc độ. Người thế gian, quê hương tôi, làng xóm, vợ. Người chí thủ nhưng không hương nhớ, còn người chí biết nói cho những cái người đó không được, và cởi những quan trái quán thù, chứ không phải là người chí cái là mẹ, là chồng, là con, là vậy. Mà ở đây chúng ta hiểu cái nghĩa của pháp nó sâu xa, nói về người vì chúng ta biết được rằng tất cả chúng sanh khổ đau do chấp giữ những cái tài sản, những cái quốc độ mà mình sống, ngôn ngữ của mình, nên thành thử ra người không có chấp giữ tài sản quốc độ. Vì người chỉ không lợi ích gì từ cái tài, vì người ta tài sản thì nó cũng chỉ là đất nước lửa gió thôi, chỉ để sử dụng và trao đổi cần thiết cho cuộc sống thôi. Chứ còn khi mà cái tâm thức này nó đã lìa bỏ rồi thì quốc độ, tài sản, con cái trong cái kiếp này nó có là bốn biển thì nó cũng không có ý nghĩa gì sau cả. Nếu kiếp sau mình là một con bọ hung thì tất cả những cái tài sản, cha mẹ, vợ chồng, cái kiếp này con bọ hung nó không bao giờ nhớ tới, nó không bao giờ thương, nó không bao giờ dính mắc vào những cái người cha mẹ trong kiếp này. Chính vì vậy chúng ta thấy tham ái, cái bất thiện ấy,
Nó không thể sanh ở tâm quả, nó không thể sanh ở tâm duy tác, nó không thể sanh ở tâm thiện, mà nó chỉ sanh ở tâm bất thiện ở thời hiện tại mà thôi. Do vậy, thời hiện tại là thời cần phải được phát hiện những cái phiền não lậu hoặc này để chấm dứt nó, nó mới chấm dứt sanh tử luân hồi. Họ tài sản quốc độ, cái người hiền trí đã thấy được rằng khi mà tâm ngủ say, kể cả ta đang còn sống đây, thì lúc chúng ta ngủ thì con ở đâu, tài sản ở đâu, thân ta ở đâu, quyến thuộc ở đâu, cha mẹ ở đâu, ta ở đâu, kẻ thù ở đâu, vàng bạc lưu ly ở đâu, những ngôn ngữ chế định gọi cái này cái kia ở đâu, hoàn toàn không có. Không có mặt. Không có mặt. Do vậy người trí phát hiện ra những cái tài sản quốc độ này những cái người thân vợ chồng con cái này thì nó chỉ có ở trong kiếp này. Kiếp sau ta không thể gặp cái người đó ở bất cứ đâu được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thân người đó cũng tan rã một lần vĩnh viễn trong vòng sanh tử luân hồi. Không có cái thân đó lần hai. Và thân của ta ở trong kiếp này, nó như thế này, nó hình thành nên bởi những cái nghiệp duyên này, nó cũng chỉ như ở trong kiếp này. Và nó không có mặt ở bất cứ ở đâu trong vòng luân hồi thêm một lần nào nữa cả. Và người trí hiểu rằng cái ngửi nó không biết ai, không biết ai. Nó biết đây là cha, vợ, chồng, con cái chỉ có ở trong suy nghĩ mà thôi. Nếu mà suy nghĩ đó thậm chí tháng nó cũng chẳng bao giờ nghĩ về vợ hay con cái. Chỉ khi nào họ lấy vợ thì họ nghĩ về vợ, chứ còn ông sư không có vợ thì chẳng bao giờ có cái tư tưởng là có cái nghĩ là cái người này là vợ của tôi. Không có cái ông sư nào mà này nghĩ rằng cái người đó là tôi cả. Nếu mà ông sư đó chưa có vợ. Như vậy người trí đã thấy được chỉ có pháp, chỉ có giới hạnh, chỉ có giải thoát khỏi sanh tử luân hồi mà thôi. Vì vợ con, tài sản, con cái hay là người này người kia, trên bề mặt tế nó là ảo, không phải là sự thật của bản thể. Mình có chấp giữ vào họ thì họ cũng chẳng bao giờ yêu thương mình mãi mãi. Mà mình không chấp giữ vào họ thì họ cũng chính là họ. Cái thấy của họ thì vẫn là cái thấy của họ. Vẫn ở đâu thì vẫn sanh diệt ở đó. Nhưng mà không chấp giữ thì có nghĩa là không có tình thương. Không chấp giữ là tâm của Ngài luôn luôn quân bình, trong sáng, thanh tịnh, có chánh tri kiến, biết được lẽ phải và làm sao để cho tốt đẹp nhất đối với người thân, người thương của mình, mà không để cho mình giới, mà cũng không người thương của mình mà giống như kẻ ngu làm những cái điều ác rồi xúi cái người mình thương đó là cái điều ác. Thường là cái người ngu như vậy, còn người trí thì kham nhẫn, và dầu là người thân của mình có phạm phải những cái điều bất thiện thì người trí luôn răn dạy và khuyên bảo, và phải biết xin lỗi sám hối với cái người kế bên, phải biết tỏ ra cái sự ăn năn, chứ không phải vì cái người thương mà ái lụy sầu muộn bênh vực, không phải như vậy. Là người trí hiểu nhân quả nữa.
Nên là người trí cũng không cầu mình thành tựu, không tài sản quốc độ, không thành tựu. Dầu là cái việc đó nói ra có thể là rất nhiều tiền, nhiều kết quả, nhưng mà đem đến cái sự đau khổ cho mai sau, đem đến mất cái sự uy tín, đem đến mất cái sự thành kính của người khác, mất đi đức tin của người khác sau này, thì cái cũng không cầu mình thành tựu cái việc đó với những cái việc làm phi pháp đó. Không có van xin, không có sống tà tư tà vậy, khen lệnh và bênh vực để mà có được lợi dưỡng, có được cái tình thương từ ai đó và cho mình những cái tài sản do cái lời nói hay cái việc làm và cái sự mà biểu hiện của mình mà đạt, biểu hiện cái sự bất thiện của mình, che giấu đạt được những cái điều đó. Thì người trí đã không bao giờ làm cái việc đó. Thì chúng ta biết được giữa hạng người trí và người ngu đó rất là khác. Người ngu thì luôn luôn cái tâm rất là thâm hiểm, rất là thâm hiểm. Nên là Đức Phật dạy chúng sanh mà chưa có trí tuệ đó, thì có lời nói nó đi với việc làm, mà nó lại không đi với tâm. Đôi khi lời nói nó đi với tâm, nhưng mà nó lại không đi với việc làm. Nhưng mà khi người có trí đó, thì cái người trí đó bắt đầu tâm nói tâm làm sao, suy nghĩ làm sao, đúng pháp, làm đúng pháp. Và chúng ta thấy ở đây tất cả các pháp là vô ngã, không có một ai có thể thay đổi được, mà chỉ có trí tuệ. Cái người nào phát triển trí tuệ thì các pháp mới được rõ ràng bạch mà thôi. Còn dầu chúng ta có như thế nào đi chăng nữa, chúng ta có nói hay ở bất cứ phương diện nào, thì vô minh vẫn là vô minh, và ái luyến thì vẫn là ái luyến, đau khổ thì vẫn là đau khổ. Do đó mà giáo pháp của Đức Phật rất là vi diệu, bởi vì ở đây chúng ta biết được nó phải từ thực tánh đi ra, và chúng ta thấy thì chúng ta mới hiểu được ở trên đời này tại sao nó bất thiện nhiều như vậy. Vì các dục và vô minh, chúng ta sanh ra trong vô minh, nên là chúng ta thấy ngày nào chúng ta cũng đầy những cái phiền não, mặc dầu chúng ta học giáo pháp của Đức Phật, có đúng không? Chúng ta chấp ngã đủ thứ hết, đó là một cái chuyện hết sức tự nhiên của nó. Do vậy mà chúng ta thì chúng ta lại càng có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả hơn, chứ lại không có trách móc. Mà ở đây chúng ta nói đến cái pháp nó sâu kín, thanh khổ cái vô minh này, chứ không phải là nó là chỉ cho cái người kia khổ, mà chính là cái nguyên nhân sâu xa, chính là vô minh tham ái chấp thủ này. Và luôn luôn chúng ta, tâm của chúng ta thì xu hướng về khái niệm là người này người kia, đàn ông đàn bà, con cái tôi, người tôi thích, người tôi thương, người tôi ghét. Từ đó mà là cái thức ăn của cái vô minh phiền não lậu hoặc này, chúng ta để ý thử coi. Còn khi mà chúng ta nghe về những cái thực tại, như cái thấy cái nghe cái người mà chúng ta kinh nghiệm được, thì chúng ta sẽ không bao giờ có phiền não được cả, rất ít, rất ít. Vậy mà cái vị đó thật là trì giới, cái người trí, cái người mà không vì mình, vì người được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc làm phi pháp,
Vì ấy thập trì giới có tuệ đúng pháp. Chúng ta thấy ở đây, Ngài đã thấy cái gì? Giới là cái gì? Ngài đã thấy cái giới bất thiện tâm này này là những cái phiền não tham sân si lậu hoặc này này. Cái giới này là cần phải được thanh lọc, cần phải được chánh niệm tỉnh giác, cần phải được phát hiện, cần phải được đoạn diệt bởi thà thiền tứ niệm xứ, làm cho tâm an tịnh. Tất cả các giới hạnh mà chúng ta muốn thành tựu được thì bất thiện ta phải hiểu rất nhất. Chúng ta tưởng chừng như làm phước chúng ta này kia, nhưng mà thực tế ở đó vô minh nó rất nhiều nếu chúng ta không hiểu biết. Người ta cúng dường cho chúng ta này kia đó, chúng ta có thấy vô minh, có thấy tham ái ở đó hay không? Những cái lời khen, những cái tiếng chê, những cái chỗ đó chúng ta có thấy được những cái cảm giác bực bội, khó chịu, những cái cảm giác ái luyến, thích thú ở trong đó hay không? Chúng ta đừng, chúng ta không có hiểu về bất thiện mà chúng ta giữ được giới hạnh. Điều đó là không thể xảy ra, không bao giờ có xảy ra. Người nào mà chưa thấy được vô minh và tham ái trong đời sống hàng ngày nó nhiều, qua thấy nghe gửi nếm đụng xúc chạm, người đó lấy cái tư cách gì để mà thành tựu giới hạnh được? Không. Vì sao vậy? Vì đó người đó không thấy nhân quả và không thấy sự sợ hãi kinh khủng các phiền não. Do đó mà lòng tàm, lòng quý nó không thể tăng trưởng, chánh niệm tỉnh giác nó không thể tăng. Do vậy mà bậc hiền trí đã thấy được cái sự nguy hiểm, phiền não, chấp thủ. Nên trí đã thấy pháp, thấy được nhân quả, thấy được các pháp. Không có tôi, ta, không có tự ngã. Và đương nhiên, Ngài sẽ không còn vì mình, vì người nữa. Không còn ngã nghiêng với cái người thương hay người ghét nữa. Mà vì đó, bất cứ là ai, thì vì đó đều thấy cái sự bình đẳng. Vì Ngài đã thấy được cái đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác. Đối tượng thị giác chúng không có làm cho ai sân hận, bực bội, khó chịu. Mà chỉ do cái không khéo như lý tác ý này mà mình chấp tôi ta ở trong đó. Cái suy nghĩ lệch lạc. Vô minh nó mới có cái thức ăn của nó. Nên là khi một bậc trí đã thấy đúng pháp như Ngài thăm mấy cá này, thì Ngài đã không còn một mảy may dính mắc. Và Ngài đi về gia tộc của mình để mà mục đích là tế độ những cái người thân thương của mình, quyến thuộc của mình đang chìm trong những cái sanh tử khổ đau. Và Ngài thấy được cái duyên nằm có thể mình độ được. Nên Ngài đã đi về, Ngài độ cái người bạn đời trước kia của Ngài và người con của Ngài. Từ đó cái câu chuyện nó đã bàn tán thì Đức Phật đã xác định được rằng một vị, một bậc trí tuệ đã thông hiểu diệu pháp của Đấng Như Lai, làm con của Đấng Như Lai, thì không còn vì mình, vì người, không cầu được con cái chi nữa cả, không tài sản quốc độ, vì đó đã thấy mọi thứ đó chỉ là vô thảo ảnh,
Tài sản thì chị để đó cũng là đất nước lửa gió, theo cái hình thức này hình thức khác để trao đổi mà thôi. Nhưng mà người ngu thì chấp giữ và sát hại lẫn nhau cũng vì cái tài sản này. Ngài thì vòng lúc hồi vô cùng là ngắn ngủi, phải là ai cả. Do vậy mà vị đó chỉ giới, vị đó chỉ giới ở đây không có nghĩa là giới như chúng ta nghĩ đâu, mà chỉ giới ở đây tức là Ngài làm cho tâm của Ngài hoàn toàn thanh tịnh, tức là viễn ly tất cả mọi bất thiện ở trong tâm, mọi lậu hoặc đã được chấm dứt, và giới hạnh của Ngài hoàn toàn đầy đủ trí tuệ. Ngài sống đúng theo pháp, là Ngài ở một mình đi đến đâu vì tiếng khen tiếng chê xấu ở trên đời, Ngài sống đúng theo pháp mà thôi. Rằng ta thấy được pháp Phật thì chúng ta mới thực sự thấy cái sự vi diệu mà thôi. Nhưng mà qua ngôn ngữ thì nó rất là sâu kín đó. Pháp khéo léo ở trong đời. Còn không, những cái câu chuyện chúng ta biết là mỗi khi chúng ta nghĩ đến câu chuyện mà chúng ta nghĩ về cái ông sư Tuệ Nhẫn thôi là chúng ta thấy là đã bao nhiêu rồi. Mà mỗi khi chúng ta thấy chị là đối tượng thị giác, chúng ta chỉ cần nhắc chị là hôm nay là chị nghe hay là chị là cái cảm thọ, thì nhắc tâm của chúng ta mà nhắc nhở chuyện đã được nhắc nhở bởi thực tại. Lúc đó những cái chê khen, những cái phiền não của chúng ta nó biến mất, vì thấy ai để mà khen chê, không thấy ai mà sân hận cả, không thấy ai để mà bực bội khó chịu cả. Người nào mà còn thấy ai đó bội, người đó còn tôi còn chấp thủ, cái nào còn bực bội, còn khó chịu, có đúng vậy? Tuệ nó được mở ra, ta chỉ thấy quẩn xứ giới đế nào sử dụng về khái niệm thì chúng biết được cái khái niệm đó một cách tự nhiên, nhưng mà tham sân si nó không thể xen vào được nữa. Và cái bài pháp này ở đây, và một lần nữa là không không vì mình, vì con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc phi thật trí tuệ đúng. Đó.